Tối 3 tháng 10, tại lễ bế mạc Diễn đàn Kết nối Sản phẩm Ô cốp dùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, Ban tổ chức hội thi sản phẩm ô cốp tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long đã tiến hành trao giải cho các sản phẩm được đánh giá cao tại hội thi. An Giang có 2 sản phẩm đoạt giải. Trong 53 sản phẩm tham dự hội thi sản phẩm ô cốp tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long năm 2024, có 23 sản phẩm tiêu biểu được chọn để trao giải. Trong đó, An Giang có 2 sản phẩm đoạt giải, gồm sản phẩm mắm cá linh chưng của công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang Antesco và sản phẩm mật thốt nốt bột của công ty cổ phần Panmania, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn. Những sản phẩm được chọn trao chứng nhận tại hội thi là các sản phẩm đạt hạng ô cốp 4 sao hoặc tiềm năng 5 sao do Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành dùng đồng bằng sông Cửu Long chọn lựa đề xuất tham gia, mang đặc trưng và giá trị văn hóa của từng địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long. Diễn đàn Kết nối Sản phẩm ô cốp dùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 được tổ chức tại thành phố Rạch Giá từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 với 320 gian hàng trưng bày các sản phẩm ô cốp của các hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đến dùng đồng bằng sông Cửu Long và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong khuôn khổ diễn đàn có các hoạt động như triển lãm sản phẩm ô cốp đến từ khắp các vùng trên cả nước, hội thi sản phẩm ô cốp tiêu biểu dùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024, các hội thi, hội thảo và ký kết biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho các sản phẩm ô cốp trong nước và quốc tế. Diễn đàn Kết nối Sản phẩm ô cốp dùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 sẽ do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chủ trì, đăng cai tổ chức.